Yeah. Mỗi người trong chúng ta tiếp nhận hàng vạn âm thanh mỗi ngày, có điều tốt, có điều xấu. Và thời điểm yên tĩnh nhất là ban đêm để tao chắt lọc ra những lời đáng nghe và tao sẽ ghi nhớ nó. Yeah. Shout out cho những người luôn chân thật ở bên cạnh tao. Đã 4 giờ sáng anh vẫn không ngủ được, vì tâm trí vẫn còn đang suy nghĩ. Mong sao cuộc đời tích đủ phước và tình cảm xung quanh vẫn duy trì. Lắng nghe những âm thanh vào tối đêm, tiếng vùng đu đưa không có gói em, như là cam bẫy đẩy đưa niềm đau. Chẳng cần êm ấm, giấc ngủ vẫn chìm sâu. Hòa lẫn vào đó là tiếng quạt gió, như cuộc đời xoay vòng quay mong ta trong những canh bạc khó. Và nó bắt buộc ta chắc lực ra lựa chọn rồi đánh đổi. Cẩn thận cạm bẫy không thì hậu quả chẳng bao giờ gánh nổi. Đó là lời cha mẹ dạy con để trong tim, mong là mấy thằng điên nó luôn để con yên. Biết một lúc đến sáng nhìn cánh cửa màu bạc, con lại lắng nghe được những tiếng chổi xào xạc. Cha mẹ khuyên gì con vẫn lắng nghe, chuyện bàn tán thị phi con đây chẳng care. Trên đường con đi không bao giờ vắng hoe, trưởng thành lên là khi cảm nhận vị đắng. Yeah, yeah, I'm listening to my family. Yeah, I'm listening to homie Real G. Yeah, I'm listening, listen to it. Listen my homie making music. Yeah. Hồi đó con trung học đã banh cùng anh em ga, ba đã theo dõi về không đánh nhưng lại đem la. Mày muốn làm giang hồ hay tiếp tục đi học, sau này con mới hiểu cuộc sống ba khi nhọc. Câu trả lời lúc đó con không biết nữa. Vì giang hồ một chân cửa tử một chân cửa tù, nên con tự lựa chọn khi ba đưa ra câu hỏi. Nếu con chọn sai chẳng biết giờ đâu rồi. Có thể là sâu sâu xa vậy con không chắc, vì có những quyết định ở trong mắt con cũng đau dội. Và con chỉ lắng nghe những người nói là làm, không cần bỏ vào tai mấy thằng thối hay xàm. Con không màng đến, không có giao du. Sáng đi làm bếp, tối có nhạc là mau thu. Sau mỗi bài nhạc cứ việc chill đi man, đằng sau mỗi bài nhạc là tiệc chill tiệc ken. Yeah, I'm listening. Yeah, I'm listening. Listen to Vic Vân. Listen to Vic Vân. Listen to Vic Vân. Listen to Vic Vân. Cha mẹ khuyên gì con vẫn lắng nghe, chuyện bàn tán thị phi con đây chẳng care. Trên đường con đi không bao giờ vắng hoe, trưởng thành lên là khi cảm nhận vị đắng. Yeah, yeah, I'm listening to my family. Yeah, I'm listening to homie Real G. Yeah, I'm listening, listen to it. Listen my homie making music. Cha mẹ khuyên gì con vẫn lắng nghe, chuyện bàn tán thị phi con đây chẳng care. Trên đường con đi không bao giờ vắng hoe, trưởng thành lên là khi cảm nhận vị đắng. Yeah, yeah, I'm listening to my family.